Thưa quý vị, vào thời đại 4.0 thì chúng ta thật dễ dàng để đặt hàng những đồ muốn mua ở trên mạng. Chỉ cần cầm điện thoại lên, tìm món đồ hay món ăn cần mua, ngay lập tức rất nhiều shop online để chúng ta lựa chọn và giao đến tận nơi. Thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát đột kích 4 cơ sở kinh doanh đồ ăn vặt online, thu giữ hơn 13 tấn hàng không nguồn gốc, một số đã được đóng gói để tiêu thụ. Kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ ăn vặt online của bà Trần Thị Anh Đào, 40 tuổi, ngụ phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, bà Diệp Thị Châu, 36 tuổi, ngụ xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, bà Đặng Thị Minh Thìn, 44 tuổi và hộ kinh doanh của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, 44 tuổi, cùng ở xã Đường 10, huyện Bù Đăng. Cảnh sát phát hiện tại kho hàng của 4 cơ sở này, công nhân đang đóng gói bánh, trái cây sấy, đều rang tỏi, nui sấy, khoai sấy để ra cho khách hàng. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở kinh doanh này không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến các mặt hàng, sản phẩm đang kinh doanh. Các sản phẩm và nguyên liệu đóng gói không có hóa đơn chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại mỗi cơ sở có hàng chục mặt hàng đã được chế biến, đóng gói. Thông qua hình thức bán hàng trên mạng xã hội Facebook, mỗi ngày các cơ sở này nhận được hàng ngàn đơn đặt hàng. Chủ các cơ sở này khai nhận, tất cả các mặt hàng trên được nhập từ thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng, sau đó được đóng gói và phân phối cho các điểm bán hàng online trên mạng xã hội Facebook. Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ hàng và giao cho các hộ kinh doanh có trách nhiệm bảo quản trong khi tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, thực hiện cách ly xã hội thời điểm dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng nhất, việc hạn chế đi lại dẫn tới sự bùng nổ của hoạt động bán hàng online. Đặc biệt là có nhiều chị em đã lựa chọn mua những nguyên liệu được chế biến sẵn. Chúng có thể là bột làm bánh, bột nấu chè hay khoai dẻo, trân châu làm sẵn, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và quảng cáo một đằng, chất lượng một nẻo. Trong những ngày mà tất cả người dân đều ở nhà để phòng chống dịch bệnh, các hàng quán không mở cửa mà chỉ nhận ship đồ ăn. Nhiều người đã lựa chọn giải pháp đặt đồ ăn trên mạng khi muốn thay đổi bữa ăn hàng ngày. Trên các trang mạng xã hội, có thể thấy các bà nội trợ đang có xu hướng tự nấu nướng hay chế biến các món ngon, bồi bổ cho gia đình trong những ngày dịch bệnh. Những nguyên liệu để chế biến thành các món ăn vặt vì thế mà trở nên được ưa chuộng như bột làm bánh pudding, thạch, khoai dẻo đông lạnh, bột nấu chè khúc bạch. Thị trường đồ ăn online đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều người có nhu cầu mua buôn, giá xỉ để kiếm thêm thu nhập trong những lúc có nhiều thời gian ở nhà. Và các mối bán xỉ nguyên liệu đồ ăn vặt cũng tăng cường đa dạng các loại mặt hàng hơn. Chị ơi, chị là bán theo set chè khoai dẻo hay là chị bán chỉ bán khoai dẻo thôi? Cả hai. Thế còn set là bao nhiêu hả chị? Nhờ con khoai dẻo với lại đồ kèm theo và ảnh trên Facebook ấy. Đợt nó rộ lên chè khoai dẻo với cả heo tạp cùn, pudding, các thứ ấy. Thì vâng, mọi người cũng lấy nhiều. Thực ra là tớ rủ muôn đi. Tớ xin rủ muôn thì cái này thôi, còn đâu mọi người nấu thế nào thì chả biết đâu. Chỉ chưa đầy 30 phút sau, các nguyên liệu làm chè đã được ship đến. Không có thương hiệu, không ghi thời hạn cũng như thành phần. Các nguyên liệu này được bọc bằng túi bóng trắng và vẫn còn nguyên tình trạng đông đá. Nhưng theo người bán, chỉ cần để trong ngăn đá thì bảo quản trong bao lâu cũng được. Từ những set nguyên liệu này, có thể nhanh chóng chế biến thành rất nhiều các loại chè trông bắt mắt và nhiều màu sắc. Nhưng độ an toàn cũng như chất lượng của nó như thế nào thì thật khó có thể kiểm chứng. Là các loại chè rồi có mùi thơm rồi có màu sắc đấy thì cái mùi thơm đó cũng không phải mùi thơm dùng cho thực phẩm, rồi cái màu sắc đấy cũng không phải màu sắc dùng cho thực phẩm. Rất là hãn hữu hay là hiếm những các cái cửa hàng bán chè, những các cái shop bán chè các thứ của những con người có lương tâm, người ta sử dụng những cái chất bảo đảm là được sử dụng cho con người làm phẩm màu thực phẩm, chất thơm thực phẩm. Thực tế thì đã rất nhiều những trường hợp là từ dây chuyền sản xuất tại gia đình cho đến các đồ lọ ngâm tẩm đều bằng nhựa hoặc bằng các chất mà có thể gây các nguy cơ, gây ung thư hoặc là các độc chất, rồi đến các loại nước, rồi màu, rồi là các thứ đều là nguy cơ
gây nguy hiểm cho con người. Không chỉ có các loại chè không rõ nguồn gốc, các đồ ăn vặt online còn rất dễ rơi vào tình trạng sản phẩm bên ngoài khác xa quảng cáo trên mạng. Loại kem hoa quả này cũng đang là mặt hàng rất hot trên chợ ăn vặt online. Được quảng cáo là hoa quả tươi, không chất bảo quản. Nhưng khi đến tận nơi xem hàng, thì sự thật lại gây thất vọng khi hoa quả được chính người bán tiết lộ chỉ là đồ thải loại từ chợ. Hoa quả thì mình nhập ở chỗ nào? Đi ra lên chỗ chợ đầu mối ấy, người ta giao thôi mà. Nhưng chỉ hoa quả là không tươi lắm. Đống này mà tự làm ra mà bán ra 25, 35, khó lắm. 35 là chúng em phải có lãi một tí. Cái miếng này là chọn, là nhiều khi người ta chọn cho mình, người ta toàn những chọn hàng thải cho mình như vậy. Thị trường đồ ăn online sôi động nhộn nhịp cũng là lúc để nhiều gian thương lợi dụng trà trộn các sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng. Hạn chế mua các loại nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc là cách để bảo vệ mình và cũng là cách để không tiếp tay cho những loại thực phẩm này có cơ hội tràn lan trên thị trường đồ ăn online hiện nay. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin thời sự mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.